hai đứa nha. Em gửi chúc mừng. Đỉnh nó uống cà phê. Thôi khỏi anh ơi nè, nghe cái câu này nè, em là chủ. Dạ, anh thấy phần trình diễn của em sao anh? Fantastic, wonderful, class of titan. Đây là world class đấy ơi. Ủa? Ủa mà anh nói gì vậy anh? Khen em á. Vậy em tam giác anh nha. Tam giác? Dạ. Tam giác là... Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt cánh, đốt là thiêu, đánh là cành. Thiêu cành là thanh kiều là cảm ơn. Là em cảm ơn rồi đó anh. Cảm ơn thôi mà em nói gọn không được hả? Nhưng mà không sao, thích cái sự dài dòng này của em. Tuyệt vời! Thì có anh. Yeah! Yeah! Vậy là em đậu rồi. Không, em rớt bé. Casting mà em không có đàng hoàng. Đi về đi. Năn nỉ anh luôn á, nãy giờ là em giao đãi em làm không khí nó sôi nổi thôi. Bây giờ em mới thật sự làm diễn nè. Không, đi về. Anh đi mà cho. Nó đi về tránh ra đi cuộc bội quá trời. Cái thằng này... Nói gì vậy? Cái thằng vô dụng này. Có gì mà cũng làm không được nữa. Bé ơi. Anh biết gì không? Không. Em chưa nói sao anh biết? Nói đi bé. Từ nhỏ em đã có ước mơ trở thành diễn viên. Hey. Một diễn viên. Là một diễn viên hết. Diễn viên. Tao thấy được bi kịch của cuộc đời mày rồi đó. Bi kịch gì? Mày đòi diễn hài mà mày lấy miếng người ta. Mày nhìn xuống dưới đi.